Tôi ghé thăm Hà Nội vào những ngày đầu tháng 9 dịp Tết Độc Lập. Được biết, mùa thu Hà Nội qua sách báo, nhưng trực tiếp trải nghiệm mùa thu ở nơi đây lại khiến lòng người say đắm đến thế. Tháng 8 mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ? Câu hát rất êm, rất thơ của Có phải em mùa thu Hà Nội lâu nay vẫn là cái cớ để mỗi dịp tháng 8 người ta lại mong ngóng thu về. Điều kỳ diệu nhất của mùa thu có lẽ nằm ở việc nó làm phố thị bận rộn và bon chen của chốn kẻ chợ bỗng bình yên và đẹp đẽ như thể được khoác lên mình một tấm áo mới. Vẫn phố xá ấy, vẫn khu chợ cóc quen, gánh hàng rong ấy, khi được chất đầy những món quà rất thu, với sắc vàng của lá, sắc đỏ của hồng, màu xanh non của cốm với mớ lá sen, tự nhiên trông tình hơn hẳn. Những thứ quà thu ấy cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến một bức tranh đẹp và sống động, đủ khiến người ta chậm lại và suýt xoa về vẻ đẹp của sự bình dị. Cốm, thứ quà của lúa nếp non từ trăm năm, vẫn được xem là đặc sản của mùa thu Hà Nội. Những ngày này, trên khắp các phố chợ Hà Nội, đâu đâu cũng thàng hoặc hương cốm. Các bà, các chị quẩy đôi gánh xinh xinh, dắt bó lúa non đã tuốt hạt trên đôi quang, đi như nhún nhảy dọc các con phố mà sao, ai cốm đây? Nghe thật ngọt ngào, hoặc khiêm tốn ngồi bên vỉa hè với chiếc thúng, chiếc mẹt nâu giản dị. Đã gặp rồi thì chẳng dễ mà quên. Cả con đường dợp bóng cây phủ đầy lá vàng. Thỉnh thoảng, bạn sẽ bắt gặp những cô, những chị súng xính trong tà áo dài trắng ghi lại khoảnh khắc mùa thu dưới những tán cây mùa thu Hà Nội, còn đặc trưng bởi mùi hương hoa sữa nồng nàn. Khi thu chạm ngõ, cũng là lúc mùi hoa sữa len lỏi khắp các con phố, khiến bao người phải thổn thức. Nếu ai chưa biết mùa thu Hà Nội có gì, thì hãy thử lượn lờ những con phố. Bạn sẽ gặp những gánh hàng rong chở cả trời thu. Đó là gánh hàng mang các loại hoa mùa thu Hà Nội như hoa cúc vàng, cúc họa mi, hoa ly, cúc thạch thảo và cả những gánh hàng chở theo các món quà đặc sản của mùa thu như cốm làng vòng, sấu, bánh cốm đậu xanh. Hà Nội cổ kính với 36 phố phường, những ngày vào thu đẹp xuất sắc. Ở đó có những ngôi nhà cổ được tô điểm chút màu thời gian của rêu xanh và màu vàng của lá cây khiến cho khung cảnh ở đây lãng mạn vô cùng. Dù những khu phố cổ ở Hà Nội không đủ ấn tượng, không hấp dẫn như ở Hội An, nhưng dạo chơi phố cổ Hà Nội những ngày vào thu, bạn mới hiểu được vì sao 36 phố phường Hà Nội lại từng làm mưa làm gió trên các diễn đàn văn học. Những cơn gió nhẹ nhẹ dù không đủ để làm tôi cảm nhận thấy lạnh, nhưng nó cũng làm tôi có chút nao lòng. Hẳn là những người con Hà Nội đi xa xứ sẽ rất nhớ những cơn gió nhẹ thoáng qua dịu dàng, trong trẻo, trong sắc trời thu Hà Nội. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng cảm xúc khi nhớ mùa thu Hà Nội với mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua. Nhắc đến mùa thu Hà Nội mà không nhắc đến cốm vòng, hoa sữa thì chẳng còn gì thú vị. Biết thế, tôi cũng dạo một vòng những con phố của thủ đô, cảm nhận hương hoa sữa nồng nàn trong gió và mùi cốm thơm ngát từ những gánh hàng rong. Đó chính là những điều bình dị nhất của mảnh đất thủ đô mà ai cũng cảm thấy thú vị khi đến với Hà Nội những ngày vào thu. Một buổi chiều nắng nhẹ, dạo chơi các con đường Nguyễn Du, Quang Trung, Phan Đình Phùng, hít hà hương hoa sữa và cảm nhận sự bình yên của cuộc sống để yêu thêm mảnh đất này. Ở Hà Nội có rất nhiều hồ nước, nhưng có lẽ Hồ Tây là nơi tôi muốn đến hơn cả. Bởi không gian rộng lớn nơi đây khiến cho lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, quên đi những bộn bề mệt mỏi trong cuộc sống. Và đặc biệt, đứng trước hoàng hôn Hồ Tây, ngắm nhìn những tia nắng vàng cuối ngày chiếu xuống mặt nước, đi qua nhẹ nhàng rồi mất hút dưới chân trời, thật sự rất ấn tượng.
Tôi chọn cách đạp xe dạo mát quanh hồ, ngắm con đường thanh niên dợp bóng cây xanh, viếng chùa Trần Quốc, rồi dừng chân lại một quán nước chè ngay cạnh bờ hồ. Hít thở không khí trong lành, ngắm hoàng hôn giữa cái không khí se lạnh của trời thu, thú vị vô cùng. Hà Nội trong những ngày thu đến không phải chỉ để ngắm nhìn những con phố cổ lãng mạn trước khung cảnh lá vàng rơi, cảm nhận không khí se lạnh, mà còn để ngắm nhìn những gánh hàng rong chờ cả trời thu Hà Nội. Bạn dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong khắp các phố phường của thủ đô. Đó là những gánh hàng hoa chở những loại hoa đặc trưng của mùa thu Hà Nội: cúc họa mi, hoa cúc vàng, cúc thạch thảo, hoa ly. Hay những cô gánh hàng rong chân chất mang đến cho bạn những món quà quê đặc trưng của thủ đô: cốm vòng, bánh cốm đậu xanh, sấu hồng. Tôi đã từng đọc qua nhiều sách vở, xem nhiều trên phim ảnh và nghe những người bạn Hà Nội kể rất nhiều lần về những công trình nổi tiếng ở Hà Nội. Nhưng đây là lần đầu tiên được đến, được ngắm tận mắt. Cảm thấy xúc động biết chừng nào, nhất là khi đến với quảng trường Ba Đình, viếng Lăng Bác, tham quan Văn Miếu, Chùa Một Cột, nhà thờ lớn Hà Nội, hay ngắm nhìn màu thời gian phủ khắp cầu Long Biên. Bánh cốm đậu xanh, một chén nước chè đậm đà sẽ khiến cho bạn không thể nào quên được mùa thu Hà Nội bình yên, đằm thắm và vô cùng lãng mạn. Hãy thưởng thức một tô phở nóng vào buổi sáng sớm cũng làm ấm lòng người con phương Nam lần đầu đến với Hà Nội như tôi. Tôi được một số người bạn Hà Nội giới thiệu cho món bánh cuốn Hồ Gươm, bún đậu mắm tôm, bún chả. Toàn là những món ăn bình dị mà tôi đã từng thưởng thức ở Sài Gòn. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng chỉ có ở Hà Nội, những món ăn này mới thật tuyệt vời. Với tôi, Hà Nội giản dị vô cùng, và nếu có nhiều thời gian ở đây, tôi chắc chắn rằng mình sẽ bị say trước những cảnh đẹp và cuộc sống của người dân thủ đô. Tuy nhiên, với thời gian ít ỏi, một ngày, bạn cũng đã có đủ thời gian để tìm hiểu những nét đặc trưng của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Và tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội đến với thủ đô không chỉ vào mùa thu mà còn những mùa khác để hiểu thêm về thành phố xinh đẹp này.